Xin chào các bạn, mình là Nam. Ngày hôm nay sẽ không phải là mở hộp hay giới thiệu sản phẩm nào cả, mà sẽ là một video về giveaway. Để cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian qua thì mình sẽ gửi tới cho anh em một phần quà, đó chính là chiếc bàn phím MSI GK40. Dù đây không phải là một chiếc bàn phím cơ, tuy nhiên thì cũng sẽ được hỗ trợ rất là nhiều cái hay ho. Đầu tiên sẽ là hỗ trợ đèn LED Mystic Light, anti-ghosting và khả năng chống nước. Chống nước ở đây không phải là các bạn mang xuống nhúng nước, mà chống nước chỉ là các bạn chẳng may vô tình đổ nước lên thì nó sẽ có xác suất không bị hỏng. Nói chung là còn nhiều cái heo khác lắm, cụ thể như nào thì anh em hãy rình rải về và tự trải nghiệm nhé. Về cách thức tham gia thì cũng khá đơn giản thôi. Bước 1, hãy bấm subscribe kênh YouTube, hãy like và chia sẻ video này ở dạng công khai như Facebook. Bước 2, hãy để link Facebook đã chia sẻ công khai video này dưới phần comment và chọn 3 chữ số may mắn khác kèm theo. Chúng mình sẽ dựa theo kết quả số số miền Bắc ngày 17 tháng 9 để lựa chọn bạn may mắn nhất. Bước 3, hãy cùng nhau chờ đợi một video livestream của mình vào thứ tư để xem ai là người trúng giải nhé. Một số lưu ý nhỏ cho anh em khi tham gia chương trình giveaway, đó là video phải được chia sẻ công khai trên Facebook. Mỗi người chỉ được comment một số, không được chỉnh sửa và chỉ tính comment trên YouTube ngay dưới video này. Mọi comment ở chỗ khác đều không được ghi nhận. Hạn comment sẽ là 16 giờ chiều ngày 17 tháng 9. Sau khoảng thời gian đó thì mọi comment khác sẽ đều được tính không hợp lệ. Nếu như không có bạn nào trúng cái giải đặc biệt sổ số miền Bắc thì mình sẽ lấy kết quả gần nhất và ưu tiên các bạn comment sớm hơn. Và kể từ khi công bố livestream tìm giải, mình sẽ nhắn tin cho bạn đấy để hỏi địa chỉ. Trong vòng 24 giờ mà bạn ấy không trả lời thì mình sẽ chọn một bạn may mắn khác gần với kết quả sổ số miền Bắc. Nên anh em nào tham gia trò chơi thì chú ý không để lỡ phần quà thì thực sự uổng lắm. Và nếu như lần này không trúng thì cũng đừng buồn, vì sắp tới sẽ còn rất nhiều các chương trình giá khác chúng mình gửi đến dành cho anh em. Hãy bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video giveaway sau này. Chúc em may mắn.